xong rồi là gây lộn. Có, chắc chắn là phải gây rồi. Và gây lộn. Tôi đoán nè, gây lộn xong rồi mẹ nghe, mẹ nghe được rồi mẹ binh con mẹ. Đúng không? Rồi em buồn. Đúng rồi. Sau đó em có bỏ về nhà em không? Dạ có. Cái lúc đó bầu 7 tháng hả? Bầu 7 tháng là em về nhà em. Dạ. Và cái lúc mà sinh con ra là cũng ở bên nhà em luôn. Dạ đúng rồi. Đó mới xong xong mà. Bắt đầu dìu vợ tập đi ra ngoài. Thì tí xíu xong bắt đầu là bên nhà ngoại lên. Thì xong lúc đó em về. Rồi bắt đầu đưa con về. Em nuôi con tới 2 tuổi thì chồng em có thường xuyên tới thăm con không? Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần, vào giữa tuần với lại ngày chủ nhật. Còn nếu mà anh bận việc gì đó thì vào ngày chủ nhật thôi. Dạ, em tên là Trần Thị Ngọc Hải. Em ở Đồng Nai. Em được 30 tuổi. Em là làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Dạ, em tự giới thiệu em là Đào Quốc Thịnh. Năm nay em 31 tuổi. Em cũng làm nhân viên trên văn phòng chung công ty với vợ luôn. Hai em là ở Đồng Nai luôn? Dạ đúng rồi, ở Đồng Nai, ở Trảng Bom luôn. Hai vợ chồng lần đầu tiên quen nhau như thế nào và ấn tượng gì về nhau nè? Lần đầu tiên là em thông qua một người bạn, xong rồi bạn kêu là giới thiệu cho cái anh này nhìn hiền, đẹp trai. Đó em cũng chưa lưỡng lự là chưa có định quen đâu. Em cũng ngại nữa tại vì lúc đó là em chưa quen ai luôn. Sau đó em nghe đâu thì ảnh đăng ký thi nam thanh lịch trong công ty. Xong cái em cũng tò mò xong rồi coi nhìn mặt ảnh như thế nào thì lúc đó là mới thấy cũng da trắng lắm, cao ráo, nói chung là nhìn cũng được đó, lúc đó thấy ok đúng không? Dạ. Bây giờ còn em, còn em thì sao nè? Dạ là một hai lần đầu á thì bạn cũng giới thiệu mà con nhỏ đó mình nhìn thử ấy. Thì mình nhìn cũng cao ráo, cũng dáng cũng dễ thương, bắt nhất là cặp mắt cũng đẹp đó, nên nào mình cũng quyết định quen, mình tìm hiểu. Thì Ken hiểu được vài tháng á, bắt đầu mình mới đi chơi. Xong bắt đầu là đi uống cà phê. Thì cái lần đầu hẹn hò là cũng ngay ngày 14 tháng 2 luôn. Wow. Cách đây mấy năm? Cách đây 2014 là 6 năm. 6 năm. 6 năm rồi. Rồi. Và em có lên hát một bài là cũng tặng. Dạ. Với lại là một bó hoa. Trời em còn ơi. Nhớ cái bài đó không? Em hát lại một vài câu cho nghe được. Bài chờ một người. Chờ hoài một người, anh đứng nơi cuối con đường. Chờ hoài một người mà dường như sẽ không đến. Từng dòng người đi lướt qua anh vô tình, ngọn đèn đêm nhìn anh buồn tênh. Cái mắt hấp hiêm vậy là rớt liền. Mắt hấp hiêm mà nhìn đúng con người. Mắt hấp hiêm xong rồi đến là một bó hoa nữa là rớt rồi. Liền. Tụi em yêu nhau mấy năm thì cưới? Cũng khoảng 2 năm 3 năm vậy. Dạ, bắt đầu là quen rồi. Là 2014 là bắt đầu quen. Rồi lấy nhau năm mấy? Năm 2017. Tụi em cưới nhau được bao lâu thì có em bé? Đã có em bé chưa? Dạ được một bé gái. Lấy nhau xong thì qua tháng sau thì bắt đầu mới có em bé. Mà lấy nhau xong thì là ở đâu? Ở nhà bên chồng hay là ở bên vợ? Dạ ở bên chồng. Rồi mẹ chồng nàng dâu thuận thảo không? Nói chung là lúc đầu về thì mẹ chồng với con dâu thì cũng có nhiều cái cũng không hiểu với nhau á, nên cũng có qua tiếng lại. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? Mâu thuẫn giữa em với mẹ là cái vấn đề gì mà chưa hiểu nhau? Nói chung là cũng có một phần của chồng của em. Đó là gì? Ý là lúc mới cưới về á, chồng em đi về á, tới nhà xong là thay quần đùi, lấy xe chạy một mạch xuống ở dưới gần nhà có một cái đội bóng chuyền buổi chiều hay tập chơi á, xuống ra đó chơi trong tới khoảng 6:30, 7 giờ xong rồi chạy về dọn cơm nước ra ăn gì đó, là ăn cơm xong là lấy xe chạy xuống dưới quán đó lại uống cà phê với tán dóc với mấy đứa bạn ở dưới đó. Em thấy ngày nào em thấy mới lấy về mà chỉ muốn thích đi chơi tự do mình thôi. Dạ nhiều khi lúc đầu mình cũng nghĩ là mình cũng không sai gì, thì con trai đàn ông mà nhiều khi người thì đam mê thể thao nữa, cái chiều về mà không đi đá banh đến bóng chuyền gì nói chung là ngứa ngáy khó chịu lắm. Đó xong thì cũng ngăn cản em, thì em cũng nói là cái này em đâu có phải là đá gà mê gì như cái gì bỏ bê gì đâu, anh chị thể thao buổi chiều nhưng mà không thích. Nhưng mà với em thấy cái đó cũng không cái gì là sai nhiều. Đó nên em cứ làm. Rồi xong rồi là gây lộn. Có. Chắc chắn là phải gây rồi. Và gây lộn. Tôi đoán nè, gây lộn xong rồi mẹ nghe được rồi mẹ binh con mẹ. Đúng không? Rồi em buồn. Đúng rồi. Sau đó em có bỏ về nhà em không? Dạ có. Cái lúc đó bầu 8, 7 tháng hả?
bầu 7 tháng là em về nhà em. Dạ. Và cái lúc mà sinh con ra là cũng ở bên nhà em luôn. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó em có qua em năn nỉ vợ không? Dạ lúc đó thì có qua thôi nhưng chưa năn nỉ lắm. Là vợ ở nhà, vợ em ở nhà em. Dạ đúng rồi. Là vợ đẻ rồi vẫn chưa năn nỉ luôn. Dạ. Rồi bao lâu thì là hai đứa mới về chung một nhà lại? Dạ mới về cách đây khoảng một năm, lúc đó bé tầm khoảng được gần 2 tuổi. Bây giờ là nhà riêng hay là vẫn ở chung với bây mẹ? Bây giờ thì em ở nhà riêng. Là gần 2 tuổi nay bé được 3 tuổi. 3 tháng 12 này là được 3 tuổi. Là mới có 1 năm hai đứa hàng gắn lại thôi. Dạ đúng rồi. Lúc vợ sanh có đưa vợ đi sanh không? Dạ bên nhà ngoại tự đưa đi. Đó em không biết. Xong bắt đầu hình như có linh cảm á. Xong bắt đầu em mới xuống bệnh viện và em mới biết sanh với đó. Lúc đó em đi vô bệnh viện mà em có vô chỗ vợ em sanh không? Hay là em chỉ đứng ở ngoài em nhìn thôi? Dạ không vô, em vẫn ở ngoài vậy. Được mấy ngày thì là chồng em mới thấy cái đứa con đó mới vô. Lúc đó em sanh xong rồi sang ngày hôm sau á chồng mới vô. Hai ngày. Hai ngày sau. Hai ngày. Rồi em nhìn con thì em thấy sao, em có cảm thấy mình có lỗi không? Thì lúc đó cũng buồn buồn tủi tủi. Rồi lúc đó là có xin lỗi vợ không hay như nào? Dạ lúc đó cũng chưa xin lỗi. Vẫn cương em luôn. Dạ lúc đó không phải là cương nữa mà lúc đó chỉ nhìn đứa con không à. Không có suy nghĩ vấn đề khác nữa. Qua mới sanh xong mà bắt đầu dìu vợ tập đi cho vợ ngoài. Thì tí xíu xong bắt đầu là bên nhà ngoại lên. Thì xong lúc đó em về. Rồi bắt đầu đưa con về. Em nuôi con tới 2 tuổi thì chồng em có thường xuyên tới thăm con không? Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần, vào giữa tuần với lại ngày chủ nhật. Còn nếu mà anh bận việc gì đó thì vào ngày chủ nhật thôi. Tức là một tuần một ngày? Nói chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là anh về nhà rồi. Mà lý do gì 2 năm là hai đứa quyết định coi như là đi về nhà chung? Cái lúc đó con bé nó cũng lớn, bắt đầu đi học. Rồi bắt đầu mới nói chuyện và phụ nhau để nuôi bé đi học, trang trải cho bé. Thì lúc đó mới có nói chuyện với nhau và quyết định là thôi mình thử mình ra riêng mình ở. Nhưng mà bây giờ cái tinh thần cũng như là hai vợ chồng đã cảm thấy thoải mái, thấy là không còn lấn cấn gì nữa chưa? Yêu nhau trở lại chưa? Tức là yêu thì vẫn yêu nhưng mà cũng đang khó cái giữa hai gia đình với nhau. Từ lúc mà bỏ đi là hai gia đình không gặp nhau nữa. Không gặp nhau luôn. Dạ đúng rồi. Mà bây giờ một tuần vậy về thăm ông bà nội mấy ngày? Bây giờ thì cứ một tuần hai tuần là em trở về, cuối tuần em trở về một lần. Em đưa con về bên nhà nội, dạ. Tức là nhà em á, vợ có đi theo không? Thôi. Lúc đầu á thì có chở đi theo và nói chung là song song dành mặc cảm đang có mà. Xong rồi thời gian gần đây như không luôn, em có hai bố con về thôi. Rồi bây giờ khi nào về nhà ngoại á thì là chồng có đi theo không? Dạ. Cái trường hợp của tụi em á rất là căng, cái này phải nói liền và tụi em phải hóa giải cái điều này liền. Đúng rồi. Chứ không là rất là nguy hiểm cho cái gia đình nhỏ này. Và cũng lại một lần nữa thì Vân cũng xin đứng ra, Vân xin phép để Vân được tâm sự một chút với gia đình nội ngoại hai bên. Đúng là cái chuyện này á, là hoàn toàn ông bà nội ngoại không ai có lỗi cả. Lỗi là do hai bạn này. Hai bạn này, cái tôi của hai bạn quá lớn. Thực ra mà nói, nếu như lúc đó tụi em chỉ cần tịch tâm suy nghĩ lại một chút xíu thôi thì là sự việc nó không đến nỗi căng thẳng mất 2 năm trời như vậy. Khi bạn đã lấy vợ rồi và vợ bạn bắt đầu có bầu rồi thì bạn không thể sống cho riêng mình được nữa, mà bạn phải sống cho cái gia đình nhỏ của bạn. Còn với bạn thì khi mà bạn bắt đầu sống cuộc sống ở trong gia đình chồng rồi, đúng không nè, thì mình sẽ phải cực kỳ khéo léo trong cái mối quan hệ giữa mẹ và chồng. Cách mà mình nói á, nó phải như thế nào đó, nó phải khéo léo. Vân muốn xin với lại hai bên nội ngoại á, là nhất là bên nội á, Vân nghĩ rằng đến giờ phút này khi mà các cháu nó hàn gắn lại được với nhau rồi thì Vân nghĩ là anh chị nên mở lòng chấp nhận cái mối quan hệ này, cái cuộc sống gia đình này. Bởi vì đầu tiên hết là con mình sẽ hạnh phúc, cháu mình sẽ hạnh phúc. Chứ còn nếu để tình trạng này tiếp tục thì lỡ nếu như mà các em không có vượt qua được, kể cả hai gia đình luôn á, thì đi đến chuyện đổ vỡ thì rất là phí và rất là tội cho cháu của mình. Thành ra là Vân mong là cả hai bên nội ngoại mở lòng ra để cho cái mối quan hệ này, cho cái gia đình nhỏ này phải được hạnh phúc. Bởi vì thực ra cái cô gái này đã bị thiệt thòi 2 năm rồi. Nhưng trước khi coi như là ba mẹ mình mở lòng thì mình cũng phải dễ thương, đúng chưa? Đó có nghĩa là bây giờ bên này tự nhiên bây giờ ẵm con về thăm bên nội mà không có con dâu, và ngược lại em ẵm con về thăm ông bà ngoại mà không có con rể, thì làm sao có được một cái tình cảm gắn kết lại, dạ, đúng không? Vợ em không về nó cũng có cái lý do. Thì lúc mà đi á, về nhà ngoại á, thì bên mẹ với vợ có nói chuyện qua bằng điện thoại. Nói chung thì vợ em thì cũng nhiều khi tính bỏ lọc chọc lắm, nhiều khi nói đó chứ không có suy nghĩ mình đang nói cái gì, nên nhiều khi cũng mặc cảm. Bây giờ về nói chung cũng khó. Mẹ đang coi, em tưởng tượng mẹ đang coi trước mặt em nói cái lời gì chân tình nhất từ trong đáy lòng của em với mẹ.
Nhiều khi em trực diện với mẹ em không nói được, nhưng bây giờ em đây, đây đi mẹ coi, mẹ em sẽ thấy, mẹ sẽ hiểu. Cái mà con cãi với mẹ là lúc đó là con bầu bì rồi, nói chung là nóng nực, nói chung là áp lực là vừa trong nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa, nên con có những cái lời nói khó nghe, nên mong mẹ bỏ qua cho con. Rồi vậy quá hay rồi. Rồi Thịnh nói gì? Thịnh nói gì với bên gia đình ba mẹ vợ? Tụi con cưới nhau cũng được mấy năm thì giữa vợ chồng con cũng nhiều sóng gió, thì ba mẹ cũng có la có rầy cũng góp ý, nhưng mà mỗi đứa thì cũng giữ cái tôi cho mình, đứa nào cũng lì cũng cứng đầu hết. Thì cũng qua chương trình này con chứ cũng chỉ có nói là một lời xin lỗi giữa ba mẹ hai bên gia đình, thì tụi con sẽ cố gắng sẽ hàn gắn lại và sẽ cố gắng cải thiện cái bản thân mình để cho cái gia đình này sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn. Nói thật lòng là em còn yêu vợ em không? Dạ có gì. Em còn yêu chồng em không? Dạ còn. Chỉ cần nhiêu đó thôi, chắc chắn cái tình yêu này là tụi em sẽ vượt qua được. Và tụi em phải giữ. Khi mà em đã nói ra được cái điều này với mẹ là em đã nhẹ lòng rồi, cả hai đứa. Và chị chắc chắn là khi cha mẹ hai bên coi được những cái điều tâm sự của tụi em, cha mẹ sẽ hiểu và sẽ bao dung, sẽ bỏ qua hết tất cả mọi điều. Nghe không? Và anh chỉ mong là sau ngày hôm nay, qua ngày mai, Thịnh sẽ nắm tay vợ mình và con mình. Dạ. Về nhà thăm ông bà nội nghe em. Rồi xong rồi mình về thăm ông bà ngoại nghe em. Đó, hai vợ chồng phải đi cùng đi, ở cùng ở và thăm cùng thăm. Đúng rồi, rất cảm ơn hai em và hy vọng rằng là tất cả mọi thứ đều đến với các em đều được thuận lợi. Thuận lợi như ý nha. Dạ, em tên Bảo Ngân. Bảo Ngân. Dạ, 25 tuổi, quê ở Vũng Tàu, hiện là nhân viên văn phòng. À, em tên là Liêm, 31 tuổi, ở Sài Gòn. Hiện em đang làm bên ngành điện. Liêm là ở Sài Gòn. Còn Ngân ở Vũng Tàu. Dạ. Chắc đi tắm biển Vũng Tàu gặp Ngân đúng không? Dạ không, vợ em ở thành phố Bà Rịa. Còn em làm ở Vũng Tàu. Cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Em qua nhà bạn thân của em chơi, thì gặp cô em họ. Cô em họ mới chọc là anh Liêm có bạn gái chưa. Em cũng mới nói là anh chưa có bạn gái, đang độc thân vui tính. Nhưng mà thật ra lúc đó là cũng 3-4 cô rồi, chạy show sáng trưa chiều tối chứ. Thì em họ mới cho số điện thoại của bà xã bây giờ đây. Chứ gặp bà xã là có 3-4 cô. Tức là chạy show này sáng, trưa, chiều, tối, rồi bây giờ bà xã là đêm. Thế còn bạn? Dạ thì sáng đó cô bạn gái mới nói là bé ơi, lát nữa có cái số điện thoại này gọi tới á, bé nghe giùm đi. Tại vì anh này anh cứ quấy rối hoài à, bực bội lắm. Em cũng đồng ý thôi để nghe giùm cho, chứ không nghĩ là giới thiệu bạn trai cho em. Coi như là làm nguyên một cái kịch bản giải cứu giùm để anh này khỏi quấy rối đúng không? Dạ. Cuối cùng là cái chuyện xảy ra như thế nào? Em cũng gọi cũng 2-3 chập vậy đó, cuối cùng mới chịu nói chuyện. Thì lần đầu tiên em nghe được giọng nói là em đã kết rồi. Con rất là ngọt ngào. Lúc đó trên HTV7 đang mới bắt đầu khởi chiếu cái bộ phim Gọi Giúp Mơ Về á chị. Có diễn viên Minh Hằng đóng mà trong cái bối cảnh cũng ở Vũng Tàu á chị. Thì em cũng hy vọng là vợ em cũng giống cô Minh Hằng trên phim, nên quyết tâm là cưa cẩm để gặp được vợ em. Còn vợ chắc cũng hy vọng cái người này giống Quỳnh Đông nữa. Dạ không, em nghe giọng miền Nam em thích lắm, giọng cũng ấm áp, có vẻ quan tâm lắm. Mà nghe bạn em nói là thôi trai Sài Gòn Dương Bách Khoa, nghe là kết liền, cho nên là cũng chịu đồng ý nhắn tin qua lại. Nhắn qua lại được thời gian thì cổ mới đồng ý cho em chở ra bến xe, bến xe miền Đông. Vậy thì lần đầu tiên gặp nhau thì thế nào? Dạ, bữa đó là trời nắng quá mà em muốn đi về quê. Đi xe buýt thì làm biếng, mà đi xe ôm thì tốn tiền. Thôi nhờ đại anh này đi ra chở. Lúc mà ảnh đứng ở dưới nhà em á, em đi nhìn từ đằng sau á, thì thấy cái bờ vai to, rộng, nhìn rất là chững chạc. Mình nghĩ trời ơi, nhìn thích quá. Nhưng mà khi mà thấy cái mặt á, đầu đinh, mặt rất là dữ dằn. Em đánh lô tô trong bụng, em kêu trời ơi, mình quen phải giang hồ rồi. Em á thì người đẹp nhờ mà lại lần đầu tiên được gặp nữa, nên sốt sắng chạy tới liền. Là một cái cô rất là mập, mặt thì một đống, không giống Minh Hằng chút nào á. Em tính vô quay xe giọt rồi, nhưng mà tính em á, hứa gì phải giữ lời. Nên thành ra thôi là hứa chở ra bến xe thì chở bến xe. Trên đường đi thì cũng có nói qua nói lại, thì biết được gia đình hiền lành, gia giáo, lại là con một nữa, nên cũng có chút cảm tình. Rồi đến bao lâu thì hai người mới chính thức quen nhau? Lúc mà em ở nhà là chuẩn bị lên thì anh nhắn cái tin, anh nói là thôi để anh chở em về. Là xuống xe rồi đứng cái thấy lù lù chạy lại chìa cho em cái ly trà sữa trân châu bánh lăng. Là em nhìn cái ly trà sữa đó là em xao xuyến, là em bắt đầu em quyết định yêu luôn. Nhưng mà em có biết là Ngân thích trà sữa không? Dạ không. Duyên đó chị, nếu bữa đó là cầm ly phê đá lại chưa chắc quen nhau. Dạ. Lúc đó là chính thức yêu nhau. Dạ. Có yêu thì cũng không phải là yêu, mà chính thức là quen nhau rồi đi chơi rồi tìm hiểu. Rồi đến khi nào yêu nhau? Khoảng 3 tháng sau. Tìm hiểu nhau được mấy năm?
kỳ thì cưới? Dạ 5 năm chị. Trong lúc 5 năm yêu nhau á thì có nhiều kỷ niệm lắm. Là cái lần mà đi uống dừa tắc ở trên đường Baxter á, thì vô tình ảnh chống tay lên cái xe SH kế bên, thì ba người to cao xong lại đòi lại quýnh. Ảnh cũng đâu có dừa đâu chị, trẻ trâu. Nhào vô tính là đánh lại, nhưng mà em mới kéo áo em kêu thôi anh ơi bỏ đi. Thôi thì hai đứa cũng quay xe bỏ đi. Lúc đó nếu như em đi một mình á, em sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng mà tại vì đi với bà xã em lúc đó tính rất là hiền, em sợ gây ảnh hưởng rồi va chạm đến bà xã, nên thôi nhịn mình đi. Thì lúc mà xách xe đi á, thì có thằng DSH nó chạy lên giọng vô mặt em cái. Thì em cũng phản xạ là em giọng mặt nó một cái. Nó bay từ bên đây đường, nó bay qua anh kia, nó té chú nhũi vô vỉa hè luôn. Cái xong em gạt chống, em kêu bà xã là lúc chạy về đi. Đâu có bỏ được chị, tự nhiên bạn trai mình trong lúc đó đâu biết sao ở đằng sau nó lên nữa. Em vừa cầm xe em vừa run run, em vừa khóc, em kêu anh ơi lên đi đi về em chở. Mà đến lần thứ ba như vậy mới chịu leo lên. Rồi chở em về nhà, em nằm khóc nguyên một đêm. Rồi cái nằm suy nghĩ, nếu mà mạnh mẽ như vậy thì có thể bảo vệ được mình suốt đời. Cho nên là yêu lại càng yêu hơn. Rồi yêu nhau bao lâu ta? 5 năm. Lý do gì mà tại sao là khi nhận ra rằng anh ấy là cái người bảo vệ mình suốt đời, không cưới luôn, để chi lâu dữ vậy? Dạ thật ra là cái đỉnh điểm của câu chuyện tình của tụi em là yêu nhau 5 năm. Ảnh ép em cưới, mà em nhất quyết em không cưới. Rồi hai đứa chia tay nhau. Dạ, yêu nhau 5 năm á, Tết nào rồi lễ nào em cũng đem quà xuống biếu hết, nhưng mà hầu như là không được vô nhà. Thì em cũng buồn lắm, một mặt bên gia đình em, ba mẹ em hối em cưới. Lúc đó em mới quyết định là hối bà xã cưới. Lúc đó là không chịu, em mới ra tối hậu thư là bây giờ á, nếu mà không chịu mình tạm thời chia tay. Đến khi nào mà anh nhận được cuộc gọi của em thì là lúc đó là anh biết được là em chịu, còn không nhận cuộc gọi thì thôi luôn. Ba mẹ em khó lắm chị, cổ hủ nữa. Biết em quen anh này mà cấm. Cho nên em sợ lắm, em không có dám cho gặp mặt. Chia tay như vậy, đến 6 tháng sau mới nhận được cuộc gọi. Mà không phải là cuộc gọi của vợ em, mà là cuộc gọi của bạn thân của vợ em. Báo là vợ em đang nhập viện cấp cứu mổ ruột thừa. Chiều đó em từ Vũng Tàu em chạy tức tốc về để chăm sóc vợ em trong bệnh viện. Sau 2 ngày khỏe lại thì em phải về Vũng Tàu làm. Trước khi em về em có hỏi một câu cuối cùng là có chấp nhận cưới hay không? Em vẫn nhất định là không. Rồi sao nữa? Sau cái cuộc mổ ruột thừa đó là em thì bỗng dưng một ngày em có một cái cú điện thoại của cô bé kia ở Vũng Tàu gọi lên cho em, kể về mối quan hệ tình cảm của cô bé đó với chồng em. Lúc đó em nghe xong mà nước mắt em rơi, mà em không còn tâm trạng nào nữa hết luôn á. Nhưng mà em vẫn không nói cho anh này biết là em đã biết. Thì đàn ông mà chị, chia tay xong thì trong 6 tháng đó đó, em có quen con bé sinh viên thực tập ở trong công ty, quen nhau cũng gần ấy thời gian. Thì cái thời điểm mà em về Sài Gòn em chăm sóc cho bạn gái em 2 ngày á, thì ở ngoài Vũng Tàu mới ghen. Chiều đó sau khi chia tay bạn gái đi ra lại Vũng Tàu thì bé đó mới hẹn ra biển ngồi. Ra ngồi hai người mới nói chuyện thì nó nói là khóa cổ xe lại đi, đưa chìa khóa bóp điện thoại cho nó. Em thì có hình bà xã với giấy tờ quan trọng em không đưa, em chỉ đưa điện thoại với lại chìa khóa thôi. Thì lấy quăng xuống biển. Thì em thì không có chìa khóa, ngồi đó với xe cả đêm đến sáng luôn. Sau này em mới biết là bạn gái em lúc đó mới biết. Khi mà biết được chuyện á là tối nay em cũng nằm khóc á. Cái mẹ mới hỏi là tại sao. Em không có kể, nhưng mà em mới nói là bây giờ con đau lắm, con chỉ có muốn lấy dao đâm vô tim con thôi. Thế là mẹ em sợ. Sau đó em đi làm lại đi đâu nhưng mẹ mà, em cũng đi theo. Nhưng mà em nghĩ chắc nhờ vậy mà ba mẹ biết được là tình cảm của bạn gái em lúc đó dành cho em lớn. Nên dạ, khoảng 5 tháng sau là tụi em cưới. Nãy giờ chuyện buồn đúng không? Dạ. Bây giờ chuyện vui nè. Tại sao khi cưới về có phát hiện chồng mình thay đổi vậy? Thay đổi 100% so với hồi trước. Một tháng sau khi cưới là em sốc, là tại vì em có em bé. Mà lúc đó là anh này ảnh làm ở Vũng Tàu, một tháng về một lần hai lần. Mà mang bầu mà anh biết là không có chồng ở kế bên, nó bực bội cỡ nào. Trong khi đó anh ở Vũng Tàu, ảnh chơi đá banh, ảnh đi với bạn bè vui đùa như là trai chưa vợ vậy đó. Còn mình ở đây mình vừa mang bầu mà vừa đi làm, vừa bực bản thân mình hay chưa ham vui sớm. Thì em cũng có về, mỗi tuần cuối tuần về. Nhưng mà về cứ nghe càm ràm với ghen tuông không mà riết rồi chán cũng không muốn về nữa. Có nghĩa là trước đám cưới thì là em là người ghen. Dạ. Rồi cưới nhau xong rồi giờ là vợ em ghen. Dạ đúng rồi. Còn vợ em ghen chắc chắn được điều là em phải làm một cái gì đó để cho vợ em ghen đúng không? Dạ đúng không? Có bằng chứng có ghen có đó anh. Dạ. Ví dụ là 1:30 đêm tự nhiên có cuộc điện thoại tới, con gái gọi, sau đó gọi lại hỏi là em xuống máy bay chưa, có mệt không, thôi nghỉ ngơi giữ sức khỏe đi nha. Vậy hỏi anh. Dạ cái đó là thư ký ở trong phòng gọi. Bữa đó xin nghỉ phép mới về Bắc, 1:30 gọi nhưng mà em không có biết. Sáng hôm sau mới thấy cuộc gọi thì em mới gọi lại. Mà gọi lại trước mặt vợ thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Đường đường chính chính mà. Chuyện đó cũng không nên ghen. Có chuyện gì mà trước mắt mình không? Có. Bắt đại trận luôn. Có, lúc đó là em mang bầu 4 tháng. Mẹ chồng em chở em đi hội thảo. Thì trên đường về mới dừng đèn xanh đèn đỏ. Em cũng đang nhìn trời nhìn mây nhìn qua bên cạnh. Thấy ai giống chồng mình mà đang chở cái cô gái nào đó ôm sát rạc à, đầu dựa lên vai nữa. Em nói mẹ mẹ phải Liêm không mẹ? Cái mẹ em kêu không không phải đâu. Lát nữa đèn xanh lên thì anh này mình giật lẹ lắm. Cái em mới nói mẹ đuổi theo đi, mẹ chồng em cũng chiều em đuổi theo mà đâu có kịp đâu. Bữa đó là em nói với vợ em là em không về, em ở lại công ty đá banh. Vô tình là bữa đó trận đá banh của đội em cancel, em mới tính về Sài Gòn để tạo bất ngờ cho vợ. Trong lúc chuẩn bị về thì có một người trong công ty biết nên gửi cô em gái là sinh viên học trên đây về chung.
nói là tại vì đi đường xe đò xây xe, em ok em chở về. Câu đúng là trời xui đất khiến, chở vừa tới ngay chỗ cái đèn đỏ một cái là vợ, xe vợ với xe mẹ ở ngay phía trước. Mà lúc đó em cũng làm tỉnh, vợ thấy rồi vợ xuống quắc, mà em cũng nhìn lại chỉ chỏ chỏ. Em thì đếm 10 giây nó trôi qua như là 10 thế kỷ. Vừa đèn xanh cái là em giọt. Cái này lấn cấn à. Bây giờ phải rõ ràng đi. Cái này là đừng đốt nhà em. Cái này là cái cô đó là xây xe hay là xây lim? Em thấy ôm. Em cũng không biết nữa nhưng mà chắc xây xe quá anh ơi. Tại vì sau đó đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Ủa gặp vợ không dám dừng lại để giải thích nữa. Ủa mẹ, ôi vợ, trời ơi, này ủa tại sao không làm được điều đó? Tại lúc đó vợ em đang mang bầu, đang đi khệ nệ, em sợ nếu như mà dừng lại thấy em thì mất công lại. Nếu mà là chị lại té xỉu nữa thì mất công. Chị mà là Lim lúc đó, Lim biết chị làm gì không? Làm gì chị? Chị đổi tài. Lỡ qua bên em chở rồi mượn mẹ chở giùm con. Dạ, thì sau này có kinh nghiệm rồi em mới nghĩ đến chị. Trời ơi, lúc đó thì cứ sợ vợ ghen, vợ xỉu nên cứ lo giọt trước chắc em. Cho nên em không thể nào mà em nói lại được cho nên đành im lặng bỏ qua. Bây giờ nói chung là chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Thôi. Tạm chấp nhận là vậy đi. Ở sau này còn xây xe nữa không? Em chưa bắt gặp lần nữa. Chắc có lẽ là sau này anh không bị bỏ nữa mà anh bị vô hẹp. Đâu, dạ. Sau này thì sau khi vợ sanh xong thì em mới chuyển công tác về Sài Gòn ở gần vợ để chăm sóc vợ với con. Và thực ra em biết ông hôm đó là thành ra xui mà là hên á. Hôm đó là em đi với mẹ chồng đó. Dạ. Nhờ sự hậu thuẫn của bà mà em làm một cái bài rất là cao cơ. Chứ hôm đó mà em làm thành bành ngay ngã tư là không biết chuyện gì xảy ra nữa. Dạ. Cho nên là sau cái việc mà không có chuyện gì xảy ra tự nhiên Lim về suy nghĩ. Trời ơi, tự nhiên thấy mình có lỗi quá, ví dụ vậy chắc đó, chắn thay đổi luôn chỗ làm việc mà. Dạ. Và chắc chắn dạ. Đêm về sẽ ôm vợ ngủ và xin lỗi vợ. Dạ không, cái đó là tật xấu thứ hai của ảnh. Không bao giờ ôm vợ ngủ. Chắc ôm không? Dạ đúng rồi, không ôm vợ và không thích ngủ chung với vợ. Em từ trẻ giờ có thói quen là tối ngủ mình. Em đừng có biện hộ. Tại vì cái lịch của em nó dày đặc quá, em sợ kêu lộn tên. Đâu tự tạo cho anh cái thói quen. Chắc vậy. Chị đi xăm bô trong bụng em rồi. Chết rồi. Rồi, ngoài ra còn gì nữa? Hay cằn nhằn, càm ràm, hay đã kích vợ. Cứ nhìn thấy em cái mập quá hay tập thể dục đi. Một chục lần trong một ngày vậy hả? Thật ra em muốn sử dụng cái tự kỷ ấm thị cho vợ em á. Mà vợ em á, rất là lì, không bao giờ chịu nghe lời. Bây giờ nghe lời chưa? Dạ thì em trước giờ em vẫn đi tập thể dục mà. Tại vì sinh con rồi công việc nó nhiều quá, chưa có sắp xếp được thời gian. Hay như là cái tạng người của mình nó là phải mẫm mỉm gì đó. Dạ, dễ thương mà chị không vâng ha. Dạ. Chị thấy là rõ ràng là những người dạ. Rất là phúc hậu. Dạ. Chị thấy là như vậy. Nãy giờ em mèo dài đuôi. Nãy giờ vợ em á là kể xấu về em. Vậy thì em thì sao? Em có thấy vợ mình có những tật xấu gì không? Quá hiền. Cái gì? Quá hiền. Xấu nhất là quá hiền. Nói chung là vợ em do đó giờ không có va chạm xã hội. Hiền đến nỗi mà có chuyện gì ngồi khóc thôi. Kế đến là cái tính lì cực kỳ luôn. Ngoài á còn gì nữa không? Sau này phát sinh đó chính là hay ghen. Ghen cực kỳ đó, cái ghen đó, là cái xấu. Cái này đó. Thì là có thể chấp nhận là cái xấu đó. Còn cái hiền, còn cái lì mà không đi tập thể dục đó thì có lý do rồi đó em. Còn cái hiền thì không phải là tật xấu đâu. Thực ra với một cái người mà quá mạnh mẽ như Lim á thì Lim muốn vợ Lim phải là một cái người gọi là đừng có nhu nhược quá, tức là hiền nhưng mà không nhu nhược. Như em hiền nhưng mà hiền đúng chỗ đúng lúc. À, còn nếu mà hiền như Lim nói có nghĩa là nhu nhược, mà nhu nhược thì trong mọi tình huống em đều thua thiệt người ta hết. Ví dụ có chồng bên cạnh thì không sao, lỡ không có chồng bên cạnh thì mình phải biết lúc nào mình nhu, lúc nào mình cương để bảo vệ con mình chứ, bảo vệ bản thân mình nữa. Theo chị thì cái đó Lim nói đúng chứ không phải là sai. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Dễ sẻ luôn nhé. Ok. Rồi. Cảm ơn hai bạn. Dạ. Xin chào. À, hai người bạn đồng nghiệp của mình ha. À, lâu lắm rồi mới gặp Đạt. Dạ. À, nhưng mà hôm nay mình đến với chương trình coi như mình phải làm đúng thủ tục là dạ. Giới thiệu về mình đúng nha. Rồi, dạ. Rồi xin mời hai bạn. Dạ em tên là ông mà em biết em nói tên thật hay là nghệ danh ta? Tên thật và nghệ danh luôn. Dạ, hoặc là em nói em ca sĩ thôi. Dạ dạ em tên là Lê Trần Tất Đạt là tên thật, nghệ dạ. Danh là Phong Đạt. Oh, rapper Phong Đạt. Dạ là em là sinh ngày 4 tháng 11 năm 80. Là tính ra năm nay là em cũng 43 rồi. 43. Trời dạ. Nhỏ hơn tôi con tuổi đó. Trời nó 43 hả? Em trẻ lắm, chị nói thiệt dạ. Em nhỏ hơn bạn Bin có một tuổi thôi đó. Đúng không? Dạ. Nhưng mà nhìn hai đứa nó khác nhau dữ lắm đó. Chị nói thiệt nó đó. Khác nhau bên kia là đầy đủ đầy, còn bên này nó trụi lũi. Thôi trong không, vậy chứ. Không phải nó đâu. Cũng xem đó chị ơi. Không xem phải xem đâu, đó. Nói thiệt đó. Bởi vì hôm nay em phải đi theo chị là bác sĩ. Dạ, dạ thì em làm nghề chính là em là ca sĩ thì trong giới cũng biết. Và bây giờ thì em cũng đi hát nhưng mà ít thôi. Em chuyển hướng qua làm về studio phòng thu, làm nhạc rồi sáng tác nhạc, làm beat cho ca sĩ rồi đủ thứ cho các bạn ca sĩ trẻ rồi ca sĩ trong nghề cũng có. Dạ, sáng nay mình cũng hỏi Đạt luôn là có một thời gian là nhóm D&D tan rã, dạ. Thì các ca sĩ vẫn tiếp tục đi hát nhưng dạ. Mà riêng Phong Đạt thì lại mất tích luôn. Thì có phải là cái khoảng thời gian đó là Đạt chuyển qua là Đạt chuyển hướng làm phòng thu không?
Dạ không, cái lúc mà em ở trong nhóm Đình Đi mới vừa rã ra thì Du rồi Vũ cũng đi hát, cũng Vũ đi hát. Cũng đi hát, nhưng mà em thì lại chui xuống dưới tỉnh. Em chui xuống tỉnh nhiều, tại hồi xưa là khi mà có ai cũng muốn tạo lên truyền hình ở trên trên đài, mấy chương trình đó thì để kiếm tên, để đi kiếm tiền là nhiều, thì em là cái người đầu tiên là rút xuống dưới tỉnh đầu tiên. Du thì hoạt động ở thành phố sôi nổi lắm, còn Vũ thì thời gian đó là đi bay qua Mỹ rồi. Đó nên là lúc đó mọi người ít thấy em ở chơi mấy cái chương trình ca nhạc nữa, tại thường thường em rút xuống dưới tỉnh em đi là tỉnh lúc không đó à. Là em đã đi kiếm tiền ở dưới tỉnh rồi đó. Dạ, mà đi dưới tỉnh là show chạy cũng dữ lắm nghe, chạy mà xỉu luôn á. Chị nói em nghe thực sự á, lên tivi không có tiền thiệt, chỉ có đi đúng, diễn đúng. Đi diễn tỉnh thôi là mới có tiền. Làm đó show. Mà thời đó là show chạy như là mệt xỉu luôn, một đêm chạy 2-3 show là chuyện bình thường. Bình thường. Từ huyện này, từ tỉnh này qua tỉnh kia là xuyên tỉnh luôn là chuyện bình thường. Trời ơi, có một thời điểm mà chị chạy show mà từ coi như Đà Nẵng xong rồi vô Hội An luôn. Đi đó mà trong một mấy cây. Ừ, đi vậy luôn đó, ghê lắm luôn á, mà đi mà thực tưởng bán thân bán mạng luôn đó. Ghê lắm. Đầu cái này và ao cái kia. Nhưng mà cũng vì cái vấn đề đó mà em cũng bị mất nhiều mà cái mối quan hệ là vậy á. Tại vì khi em đi xuống dưới tỉnh á, có những cái chương trình hoặc là những cái truyền hình ta mời á, thì tại vì mình lo lúc đó mình chị biết rồi, lo kiếm tiền đang kiếm tiền quá, mình cứ từ chối nhiều, thì sau khoảng thời gian mình đánh ở dưới đó rồi lên đây thì mình sẽ mất cái mối quan hệ nhiều. Nên nó cũng được cái này cũng mất cái kia. Và đó mình cũng đang muốn gợi một cái câu hỏi để cho Đạt chia sẻ lại, chứ thật ra là rất là nhiều người cứ nghĩ rằng là Phong Đạt biến mất khỏi showbiz đó, biến mất khỏi sân khấu ca nhạc, thì ra là có một cái thời gian mà bạn ấy bận chạy show với tỉnh, đúng không? Rồi mời vợ của Đạt, một cô ca sĩ rất xinh đẹp. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào ông Đức Thuận và em xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Phù Như Nhã Trúc, em sinh năm 1979, năm nay em 44 tuổi. Và công việc hiện tại của em là kinh doanh tự do, em mua bán thời trang. Dạ. Em còn đi hát không? Dạ sau thời gian mà anh Đạt bắt đầu có cái chỗ đứng ở trong cái sự nghiệp solo của ảnh á, thì cái giai đoạn đó thì song song em vừa đi hát và em vừa làm quản lý cho ảnh, thành thử ra trong cái giai đoạn đó thì em khó cho em, bởi vì bản thân mình vừa đi hát, mình vừa nhận show rồi sau đó mình nhận show cho anh Đạt luôn, thành thử ra em sẽ khó làm trong cái công việc của em, mình sẽ khó nói chuyện và vấn đề mình thương lượng đó anh. Thì ngay cái giai đoạn đó thì em phải có đưa ra hai cái sự lựa chọn. Đúng không? Dạ. Một á, là mình tiếp tục mình đi theo nghề và để cho chồng mình giống như là tự bơi trong cái công việc. Tại vì anh Đạt khi mà còn làm ở trong nhóm Điền Đi á, thì mọi thứ là được quản lý lo hết rồi. Anh quản lý là anh lo hết tất cả, thì các thành viên còn lại là chỉ có biết là nhận show, tập bài và đi hát thôi. Thành thử ra khi mà Điền Đi tách ra đó thì anh Đạt gần như là chơi bơi. Ảnh là trong nhóm đó, ảnh là người ít hoạt ngôn, nó không có nói. Và cái mối quan hệ bên ngoài của ảnh với các truyền thông đồ này nọ thì cũng không có. Thành thử ra trong mấy năm khi mà em đi hát thì em cũng có chút về vấn đề mà mình cũng biết nói thương lượng với các bầu show và cũng có một xíu về các thông tin truyền thông mình cũng quen biết một xíu. Thành thử ra em chọn là thôi thì mình có đi tiếp thì mình cũng chỉ có như thế này. Tại vì nhóm nữ thì nó không có được cái hào quang lâu dài giống như nam. Thành thử ra em phải chọn phương án là em lui về hậu cần để mà em cho chồng em tỏa sáng. Dạ. Nhưng mà lúc đó là đã quen nhau rồi đúng không? Dạ đúng. Bây giờ mình hỏi lại cái giai đoạn mà hai đứa lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Đúng rồi. Chắc chắn là gặp nhau ở cái hát rồi. Mà gặp nhau một cái sân khấu nào rồi. Để cho em nhắc cái nãy em nhiều khi gặp anh Quốc Thuận với chị Hồng Vân ấy quen quá nên em quên. Chào Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả, nãy giờ quên luôn đó. Trời ơi. Tại vì thấy giống như là đang nói chuyện là sao vậy? Dễ sợ cái là hỏi nghe là sao không đợi cuối chương trình chào luôn. Trời ơi. Dạ. Chứ không sao cả nha. Hồi nãy giờ mình thấy mình rất là tự nhiên, rất là trơn tru ha. Rồi, bây giờ đó mới hỏi đó. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ở đâu? Rồi sao mà để ý sao yêu nhau á vậy đó. Mà đó là cái nhóm OC là cũng là các cô gái chân dài cũng xinh đẹp lắm luôn á. Em không có chân dài, em chân ngắn, không có chân dài. Chân vừa. Dạ hồi xưa thì em hay đi hát, không biết tại sao mà hồi xưa thì nhóm OC thì đi hát rất là nhiều tụ điểm ca nhạc. Em thì cũng đi cũng chạy nhiều mà lúc nào bà này cũng bà phải diễn trước. Thường thường là diễn trước mà thì em mới đứng ở dưới, thì em thường thường là bà này trong giới nổi tiếng là cho cái nhóm OC này là hai chị em nhỏ con. Nhưng mà sao hát live rất là tốt. Thì là tạo giống như mình cái ấn tượng mình đó là tại sao
không, mình không tin được tại sao hai cái người gì mà cái giọng hay thì giọng thường hay. Thường là bà này hát trước là em đứng coi thì ấn tượng là những cái như vậy là bà rất là nhỏ nha, eo nhỏ xíu mà có chút xíu à, mà hát giọng rất cao, giọng rất là mạnh, không biết sao thì từ đó em mới thấy là bà này cũng dễ thương. Xong rồi em đi cái show rất là nhiều, gặp bà rồi cũng giai nhiều, đoạn là từ mấy quay cũng là trong giai đoạn đi mới thành lập luôn, khoảng 2002-2003 và lúc đó em là người để ý Trúc trước. Dạ. Mà em có biết là Đạt để ý mình không? Dạ không, em hoàn toàn không biết luôn ạ. Lúc đó có người yêu chưa? Dạ chưa luôn. Luôn. Vậy là có lúc nào mà em có cơ hội ngược lại là em phải đứng chờ nhóm Đạt hát xong rồi là để em có cơ hội em coi bạn biểu diễn không? Dạ không chị, tức là cái giai đoạn đó thì D&D giống như là một cái boy band đang hot. Và thường thì chị biết rồi, trong cái một cái chương trình á thì những cái nhóm nhạc hoặc là ca sĩ á, không có tên tuổi á, tức là không có sự nổi tiếng bằng mình sẽ mở màn hoặc hát trước. Rồi những cái vừa đét sẽ hát sau đó. Chị đó là em không có cơ hội để coi. Dạ đúng rồi. Em hát xong là em lại chạy. Nhưng mà lúc đó là em vẫn biết Đạt rồi đúng không? Dạ, thì tức là vẫn biết cái kiểu đồng nghiệp thôi ạ. Trong lòng em thì em là cái lúc nào em cảm thấy là em thích bạn Đạt không? Dạ chưa luôn ạ. Ngay thời điểm mà anh Đạt tỏ tình xin số phone em thì lúc đó là hoàn toàn em chưa biết gì về anh này luôn. Tức là chỉ biết là D&D là có những người đó, những anh đó như vậy thôi. Nhưng mà trong D&D thì có hai anh còn lại, hai thành viên còn lại là thường hay gặp OC là hay nói chuyện. Nhưng mà chỉ có đặc biệt là anh Đạt không bao giờ hỏi chuyện tụi em, không bao giờ bắt chuyện luôn. Tại ông rất là hiền. Mà chính vì cái hiền đó mà nhiều người nghĩ là ông chảnh. Dạ đúng rồi anh. Đúng không Đạt? Đúng. Đúng không? Không biết. Đó. Thì cái ấn tượng của em khi mà biết anh Đạt á là em trong một cái chương trình TV ngày xưa, đó là chương trình Giai điệu tình yêu. Thì lúc đó thì tình cờ lúc em ngồi đang make up đi hát á, thì tự nhiên thấy đi diễn ở trên cái chương trình đó. Cái thì anh Du với anh hai thành viên còn lại đó thì hay nói chuyện, nhưng mà có đặc biệt có cái anh này không bao giờ nói chuyện. Thì khi mà quay cái mình nói chà, anh này nhìn cái mặt bad boy quá, nhìn ngầu lạnh lạnh quá. Thì lúc đó khi em xem thì em thấy cái gu là lạnh lạnh như vậy thì mới để ý. Dạ lúc đó mới bắt đầu để ý anh này, nhưng mà cũng không có nghĩ là ảnh để ý mình rồi. Thì sau khi mà cái hôm đó tụi em diễn ở phòng trà 2B đó anh, đó thì em vừa mới đến thì anh Đạt anh đã đến trước rồi, ảnh ngồi ảnh đợi trước rồi ở trong cái phòng chờ nghệ sĩ á. Thì tự nhiên cái ảnh đến nói chuyện với em, cái ảnh xin số phone của em. Cái em ngạc nhiên lắm, em nói chưa bao giờ mà đi hát chung mà gặp ảnh nói chuyện với mình, sao hôm nay lại xin số phone. Em còn nghĩ là ảnh ghẹo em nữa. Ảnh nói anh thích em lắm á, em có thể cho anh xin số phone được không? Ồ, dạ. Nó ít nói lắm. Ít nói mà nói vậy á anh. Cái rồi ha. Dạ, dạ. Chấn thương người ta đó. Em bị sốc, cái lúc đó em đang đứng á thì em trố mắt em dòm vậy nè. Em nói không biết ổng giỡn hay ổng đùa gì với mình. Em trố ra em dòm ổng gì đó, cái ổng tỉnh lắm. Cái em nói thì mình nghĩ là đồng nghiệp thì ok mình cho. Rồi là bắt đầu ngày hôm đó là có số phone của em đó. Đã, thì nhắn liền. Dạ, nhắn tin. Tối về cái nhắn liền luôn anh. Tối về hát xong cái là nhắn liền vậy đó. Nhưng mà do cái công việc thì qua hôm sau là em lại bay Hà Nội, em có cái show Hà Nội, em bay Hà Nội. Thì ngay mấy ngày đó là hai đứa có số phone với nhau mà chỉ có gọi điện với nhắn tin nhau thôi. Đấy. Dữ dội lắm, lúc đó tấn công em dữ lắm á. Mà Đạt ơi, dạ. Cái thời gian đó mình là một cái boy band nổi tiếng. Dạ. Rồi đâu phải chỉ có một nhóm nhạc những cô gái này thôi. Dạ. Rồi ngoài cái nhóm nhạc kia ông như mắt ngọc như mây trắng rồi đó. Ông có đứng ở trong ông nhìn lén người ta không? Không, nhóm nào em cũng có xem hết. Nhưng mà giống như là em ấn tượng cái của cái bà Trúc của bên của nhóm Oxy á là nhỏ con mà hát đó, như vậy nói đó. Mà dễ thương thì em thích. Chứ còn mắt ngọc cũng dễ thương, nhiều nhóm rất là dễ thương, mà giống như là cái ấn tượng ban đầu á chị Vân. Là em như tự nhiên cái giống như mình gặp rất nhiều người, nhưng mà tại là mình ấn tượng. Mình thích, thích kiểu vậy đó, thôi, kiểu style vậy. Nhưng mà lúc đó là chưa có quen ai đúng không? Chưa, lúc đó em chưa quen ai hết. Mà có nghĩa là em chỉ thích một mình bé Trúc thôi. Em lấy điện thoại một mình bé thôi. Dạ đúng rồi, em chỉ còn bé tre là không có thích. Dạ bé kia thì em không bé tre, tại này Trúc cái kia tre. Dạ dạ. Cái lúc mà ảnh xin số phone của em á thì anh biết rồi, ngày xưa mà đi hát hai chị em giống Oxy thì người ta nhầm lẫn, người ta cứ nói là chị em sinh đôi. Vì giống nhau lắm, nhưng mà con bé em của em thì nó lại cao hơn em. Thì lúc đó em còn thắc mắc, em nói có khi nào ổng thích em mình mà ổng xin số mình không? Tưởng em lộn. Em còn lộ sợ như vậy á. Dạ. Em cứ hỏi ổng gì, ổng nói không, làm sao lộn được. Thì đó cũng là cái mà em cứ nghĩ ổng cua em là cua lộn lúc đầu không á, nhưng không phải, cái đó là do suy nghĩ của em thôi. Như vậy là trong suốt cái quá trình mà em ở Hà Nội, ổng ở Sài Gòn là tạo điều kiện để cho hai đứa nhắn tin. Dạ. Như là tìm hiểu nhau. Dạ dạ. Rồi cái em kể cái lần đầu tiên mà hai đứa đi chơi với nhau đi Đạt. Em đi chơi với Trúc thì rất là cũng thường thường là nhắn tin nhiều, tại em cũng bận đi chung đi diễn với nhóm nhiều. Em chỉ có nhớ một lần là chính thức là em có như là nói bà này là bạn gái, là em
rủ bà đi ăn giống như là ăn kem thôi, ở một cái quán ở trên đường Hai Bà Trưng á. Và em không có biết ăn nói đâu, ở trong nhóm em không biết ăn nói, rồi em chỉ gặp là em nói một câu một à, nói là anh thì thích em á, nhưng anh chỉ muốn là bắt đầu từ hôm nay nha, em là bạn gái anh luôn. Trời ơi, một câu mà em có nói nhiều tại em không có biết nói sao. Bắt đầu nói là bạn bắt đầu là từ hôm nay là em là bạn gái anh nha, tự động cái như đó, chỉ định luôn vậy á. Dạ chỉ định luôn. Rồi Trung sao? Ở Trung sao em chưng hửng luôn á. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày mà em bay Hà Nội về, thì chiều hôm đó em vừa về tới là mới có mấy ngày đó đúng không? Dạ đúng rồi, mấy ngày em ở Hà Nội đi show hình như là 3-4 ngày gì đó thôi. Thì về tới là ảnh nói tối hôm nay đi hát nhưng mà anh sẽ đến sớm, thì anh sẽ chở đến đón em, rồi hai đứa mình đi ăn cái gì nhẹ nhẹ cái rồi mà tới giờ show rồi đó thì đến điểm luôn. Thì cái điểm hôm đó tụi em hát chung cũng là cái điểm phòng trà 2B đó luôn á. Thế là ảnh đèo anh đi ăn kem hoodie với lại ăn mì Ý, thì vô vừa mới có order thôi anh, thì người ta vừa đi thực nấu món hay làm món là ở đây anh nói anh tỏ tình với em mà vậy. Em chưng hửng, em ngỡ ngàng, nó ngơ ngác luôn á. Nhưng mà em có quyền từ chối mà. Mà sao lúc đó em lại không từ chối, em không nói gì, em ngồi nín thinh luôn. Không dám từ chối đâu, nói em gái rồi. Dữ dội lắm. Đã thích từ lúc qua bằng ai rồi đó. Bằng em nhỏ rồi, thích đích rồi. Đích tôi, đích tôi. Dạ, dạ. Nhưng mà lúc đó là trong đó là khán giả nhận ra Phong Đạt nhiều không? Dạ, nhận ra chứ. Lúc đó hai đứa em bước vào trong quán, hai đứa em mặc đồ lồng lộn, mặc đồ đi hát. Hồi xưa lồng lộn lắm. Lúc đó tụi em mặc đồ đi hát luôn, thì tại vì mình mặc đồ đó mình ăn xong là mình đến điểm diễn luôn á, cho nên bước vô ai cũng dòm hết trơn á. Cho nên ông nói gì phải im thôi chứ sao. Em im luôn. Đâu dám phản ứng đúng không? Thế nghĩa là 4 ngày là nhận được cái lời tỏ tình rồi. Dạ. Rồi á là từ đó đổ đi là chính thức yêu nhau. Dạ lúc đầu là em với Trúc quen luôn á. Rồi có thời gian gặp nhau nhiều không hay sao? Có. Mặc đứa nào đứa đó đi hát. Không, ở thành phố là gặp nhiều. Tại vì thường thường hồi xưa là nghệ sĩ mình là nhiều khi hát rất là nhiều show, xong hát show xong rồi ra sinh tố dọn tầng đó. Nhớ là dọn tầng cứ là hát cái show là cứ tụ tập ở đó nhiều, nên là em với Trúc gặp rất là nhiều luôn đó. Tại vì đi show gặp hoài xong rồi nó hẹn giùm em hát xong show rồi cho chăm ba giờ chạy ra uống sinh tố nha, rồi uống nhau sinh tố đó. Trong những lúc mà giải lao đúng rồi. Dạ. Có khi nào rủ về ở nhà chung không? Trời ơi sao không biết hay vậy. Đến bao lâu thì mới rủ về ở chung? Hình như là phải chắc tháng hay sao, một tháng là bà này bà lên ý tưởng, không biết là có ý tưởng gì, bà nói là tại bà ở dưới quê lên, bà sẽ mướn một cái phòng ở trên thành phố này, bà nói là thôi thì ở đây cũng toàn phụ nữ không à, nên là nếu mà anh em quen nhau rồi thôi thì dọn qua ở chung đi, để giống như là có một người nam trong gia đình. Thì tại vì bà cũng sợ, tại vì hồi xưa là cũng cướp đồ này nọ, bà cũng sợ trong cái khu gần nhất Trần Đình Xu á, toàn là kế bên là cũng dân rồi dữ dằn không, và dữ dằn nên cũng hơi nữ không mà cũng hơi sợ. Nên là nói nếu mà có một người nam ở nhà thì nên là bà rủ em qua. Em đâu có từ chối được, mặc dù em muốn lắm nhưng mà em đâu có từ chối được người ta nói vậy. Em đâu có nở lòng, đâu có nở lòng được. Dạ. Nhưng mà em qua luôn. Dạ. Bây giờ về ở chung mới có đêm đầu tiên đúng không? Dạ thì đó. Sao em xem tò mò? Đó vậy. Em đâu có muốn tò mò đâu, chị mắc cười quá. Thì em muốn biết thôi. Ở chung thì đương nhiên ta phải có cái đầu tiên chứ, không lại có cái cuối cùng. Nhiều khi cái đầu tiên là nó có trước đó rồi, đúng không? Nhiều khi đi tỉnh diễn thì nó rồi đó. Trời ơi, anh Vin anh lấy từ ảnh ra anh. Trời ơi, dễ sợ quá. Ngắm máu phun người nè. Rồi hai đứa yêu nhau êm đềm hay là có biến cố có sự cố gì không? Có chia tay chia chân rồi gây lộn đập lộn gì không? Đó. Con chúng. Dạ có, gây cấn lắm. Thời gian mà tụi em với ảnh bắt đầu mới yêu nhau, tức là cái thời gian đầu mới yêu thì mọi thứ nó suôn sẻ lắm. Nhưng mà anh chị cũng biết là anh Đạt cái giai đoạn đó, anh Đạt mới có 22-23 tuổi thôi. Thì cái tuổi mà giống như là mới lớn à, và cái sự nghiệp cũng đang ở trên đà rất là tốt. Nhưng mà đến khi ảnh quen em thì thật sự là ảnh có yêu em, ảnh yêu em là thật. Nhưng mà cái suy nghĩ của một cái thanh niên mới lớn và trên cái đỉnh sự nghiệp đang rất có tương lai như vậy á, thì ảnh quen với em thì ảnh giống như là ảnh chưa có cam tâm á. Không lẽ bây giờ cuộc đời của mình bây giờ lại gắn bó với cái cô này, cái kiểu như vậy đó. Thì sau một thời gian, trong cái thời gian em với ảnh yêu nhau được chắc khoảng 3 tháng là bắt đầu em phát hiện ảnh có cái gì đó lạ và giấu giếm em. Cái lạ đó là cái gì? Cái lạ. Thật sự phụ nữ mình có cái giác quan thứ 6 đó chị. Rồi cái mọi thứ nó rất là êm đềm, bình thường lắm luôn á anh Thuận. Tức là cái khi cái giai đoạn hai đứa yêu nhau rồi thì ảnh gần như là 24/24 là ở cùng bên cạnh em. Chỉ có cái giờ hai đứa đi hát mạnh ai chạy xô đó là tách biệt nhau thôi. Nhưng mà tự nhiên cái cảm giác của người phụ nữ mình nó mách bảo mình có cái gì đó là bất an. Thì cái hôm đó đi hát xong về thì anh Đạt bắt đầu ảnh mới vào nhà tắm anh tắm. Thì linh tính em á, em cảm thấy bất an cái em lại tò mò.
em lấy cái điện thoại, ổng đi hát xong về là ổng khóa máy à chị. Xong cái em mới tò mò em lấy cái điện thoại em mở nguồn lên. Ngày xưa mình xài mấy cái điện thoại cùi không mà Nokia rồi này nọ đó. Dạ, cái em mở nguồn lên, tin nhắn vô một loạt mà khi mà em đọc tin nhắn mà tay em run nhỉ. Em đọc giống như em sốc, tức là mọi thứ với mình nó đang rất là đẹp mà tự nhiên cái những cái tin nhắn nó đến, cái em đọc em bị bắt đầu em bị suy sụp. Thì đến khi ảnh tắm ra em lấy bình tĩnh em mới hỏi ảnh, em mới ngồi em hỏi anh thật ra trong thời gian gần đây anh có cái gì giấu em không, anh có cái gì muốn nói với em không. Thì ổng lại ngớ ra, ổng nói là sao em hôm nay em kỳ vậy, đâu có cái gì đâu, thôi khuya rồi em đi ngủ đi đó, thì đi hát về cũng mệt vậy đó mà không nói không. Đến khi mà em hỏi hoài mấy, em đưa cái điện thoại ra, em đưa tin nhắn của cái cô đó nhắn cho ảnh ra một loạt rồi coi như là hết chạy. Chối. Không có đường nào mà chối, không nói được một câu nào luôn. Dạ đúng á anh, không nói được một câu nào. Đến khi mà ảnh không nói là thừa nhận với những gì mà em nghi ngờ là đúng. Thế là một đêm đó là em khóc một đêm tới sáng luôn. Em không ngủ được, mọi thứ với em coi như là suy sụp hết. Em sụp đổ hoàn toàn. Em nghĩ em nói là tại sao ảnh lén lút ảnh dối mình khi nào, bởi vì không có cái thời gian nào gọi là hai đứa chia cách nhau mà tại sao như vậy. Em suy sụp. Phải nói là cái lúc đó là em giống như là em không còn là em nữa, nó bấn loạn kinh khủng. Thì đến sáng ổng cũng không có ngủ được, tại vì em khóc nguyên đêm, ổng cũng đâu có ngủ được. Sao đâu ngủ được? Dạ, đến sáng thì lại nhóm có show diễn ở Suối Tiên, thế là ảnh mới đi, để mà anh đi diễn thì anh bước ra cửa anh mới nói với em, không có biện hộ được nữa thì anh mới nói với em là chắc tạm thời mình ngưng gặp nhau một thời gian đi. Cái em mới cũng đồng ý, em nói dạ được không sao cả, anh cứ đi, anh đi đến khi nào anh cảm thấy mệt mỏi rồi em sẵn sàng em ở luôn ở đây để chờ đợi anh. Trời. Là em chốt cái câu nói đó, em nói tại vì em thật sự nghe em rất là yêu, chưa bao giờ biết yêu mà đến khi mà mình yêu thì mình yêu đúng ngay cái người như ảnh. Thì mình phải chấp nhận là sau khi dắt xe đi là anh biết là hai đứa em giống như là bị chiến tranh lạnh với nhau á, yêu cũng không hồi hẳn gọi là thời điểm đó là yêu, mà chia tay cũng không phải là chia tay, nói một câu vậy cái mấy tháng trời luôn anh. Là trong mấy tháng đó là ảnh bắt đầu ảnh tìm hiểu cô này cô kia cô nọ quá trời cô luôn. Quen từ lưa hết luôn. Anh quen từ lưa hết trơn. Nhưng mà anh biết rồi, ở cái Sài Gòn của mình, tụ điểm của mình ở trong trung tâm thời điểm đó cũng đâu có bao nhiêu, mà ác lắm. Em đi đâu em cũng thấy, mà bữa nay đi với cô này ngày mai đi với cô kia mà toàn là mấy cô chân dài không mặc chị. Mình nhìn cái mình cảm thấy mình tủi thân, mà mình cảm thấy là mình không có cái gì để so sánh. Mình là một cô gái nhà quê ở tỉnh lên, đang ở thuê ở trọ, gia đình của mình cũng không có cái gì gọi là nền tảng, và mình cũng không phải là sắc nước hương trời nữa, cho nên là mọi thứ với em không có một cái gì coi như là em nói là thua rồi. Đó, sau đó thì có khi nào ổng đi với người mới không, vô tình gặp em trong show diễn không? Dạ có, ở Chăm Ba đó anh. Em không biết vô tình hay cố ý, nhưng mà không hiểu vì sao mà em lại gặp ảnh đi với những người phụ nữ đó, toàn là những cái điểm mà hai đứa thường thích lui tới không à. Anh biết cái hôm đó ở Chăm Ba lại có show em diễn, thì ảnh lại đi với cái cô chân dài đó vào ngay Chăm Ba, mà anh biết sân khấu Chăm Ba sát như vậy nè, đứng ở đây là nhìn không có chạy đi đâu được. Ở hát hò vậy nọ. Thì nữa. Khi mà chưa tới em thì mấy anh chị đồng nghiệp hát diễn xong bước xuống là nói Trúc ơi Đạt ngồi dưới là bắt đầu tim em ở đây là mọi thứ em nó nhảy số lung tung, mà em không biết là ngồi ở dưới với ai, mà em cảm thấy bất an khi mà mọi người đều nói như vậy. Đến khi em bước ra đó anh Thuận, anh Đạt đâu dám nhìn em đâu, anh Đạt cứ gục mặt, mà cái cô gái kia thì ngồi giống như đắc chí khiêu khích mình đó chị. Ngồi đắc chí lắm mà em không nói được. Bình thường em, hai chị em là người nói chuyện giới thiệu và giao lưu với khán giả, mà hôm đó em không nói được câu nào. Buồn. Em gái em nhìn thấy là nó biết, nó thay em nó nói hết và giới thiệu bài. Thì người xưa hát bài buồn bài vui thì mở màn thường là hát bài sôi động vui. Thì lúc đầu bài đầu tiên mình hát sôi động thì mình còn đỡ bị rung, đến bài sau hát cái bài trữ tình mà tình cảm chia ly đó em đâu có hát được đâu, em nghẹn, bây giờ nói tới em còn muốn nghẹn. Em thấy như vậy mà nước mắt em bắt đầu nó tuôn ra, em đâu có hát được đâu, nghẹn mà tay em cầm micro mà em rung, tức là cả cái người em rung. Em nói khán giả cả cái khán phòng đó đều nhìn thấy bất ổn cái gì đó ở em. Anh Đạt ngồi gục mặt luôn. Đến khi em hát xong em đi vô em ngồi em thẳng, em không nói được cái gì. Mọi người đến vỗ vai em, khuyên em, nói em bình tĩnh để từ từ coi Đạt giải thích như thế nào. Và anh cũng đang muốn hỏi đây, thường ở Chăm Ba đó bao giờ cũng có một cái bảng á chị. Chị Một lúc đó là chị không có diễn ở Chăm Ba đâu. Chăm Ba bao giờ cũng có một cái bảng để đó. Tên nó cho nhóm hài ca sĩ. Đúng rồi, đúng rồi. Thì chắc chắn em cũng phải biết rằng là đêm đó là có OC diễn, là sao em lại dẫn chân dài tính coi bạn gái mình diễn. Giống như em cũng không hiểu, là giống như hồi xưa mình trẻ với anh Thuận,
mình không có nghĩ đến cảm xúc của cái người khác nhiều đâu. Giống như là tại vì em hồi xưa rất là thích hài luôn, hầu như là nhiều khi anh Thuận diễn em cũng có coi rất là nhiều. Hài là em coi rất nhiều, em cực kỳ thích hài luôn. Nên là Chăm Ba, Nam Quang hay là tại vì em đi hết. Có nhiều lúc á, nhiều khi em đi ngang qua em mấy cái chỉ coi tin nhóm hài thôi. Chỉ coi tin nhóm hài thôi, chứ em không để ý nhiều đâu. Tại vì em thích rồi thì em vô. Mà em dắt dạng như mấy bạn vô thì em vô em không có để ý gì, không có để ý nhiều là hôm đó có bạn này, thí dụ nếu mà gặp người khác người ta ngồi nhìn kỹ chương trình có ai, nếu mà gặp này thì cũng hơi sượng xíu đúng không chị. Nhưng mà em thì em không có suy nghĩ nhiều đâu, không để tâm, em không để tâm nhiều đâu. Nhưng mà chị hỏi em là cái lúc mà em coi vợ em diễn trển á, em có thấy cổ khóc không? Em có dám nhìn nhiều đâu, tại vì giống như mình cũng hơi bị sượng, tại vì tự nhiên mình cũng không ngờ là người ta giới thiệu, anh em sẽ giới thiệu lên thì mình mới thấy cũng hơi kỳ rồi, cũng hơi sượng rồi, nên là bả diễn thì mình cũng hơi lãng lãng, giống như mình cũng không có tập trung nhìn, nên mình cũng không có biết được là bả có cảm xúc khóc hay gì, mình cũng không dám nhìn, lúc đó cũng hơi sượng sượng đơ đơ. Anh hỏi em tại sao lúc đó em không viện cớ, em giả bộ em điện thoại em đi ra ngoài, em né. Thì cái đó là em giống như là em nói là giống như hồi đó mình còn trẻ, mình không có trẻ mà em mới có nghĩ tới những cái chiêu đó, không có dạ, không có xử lý giải quyết đúng rồi, tức là giống như mình bị đơ, cái giống như mình bị scale luôn chị. Giống như là gặp chị chà không biết đường nào. Đó rối, rối giống như là chết rồi, chết rồi, chết kiểu này làm sao đây, là mình mới chưa kịp gì là ba cái hát cũng có một hai bài đã xong rồi thôi, cũng tức là lúc đó mình cứ mong hát cho lẹ cho đi, để mình có cái một khác, cái kiểu này chết rồi, kiểu đơ còn quất thêm bài trữ tình nữa thì đó. Nhưng mà đêm đó thì sao, có nhắn tin gì không? Sau đêm đó thì em về em có cảm thấy nó khó chịu trong người, có một chút ân hận hay áy náy gì không? Không, em chỉ thấy sượng thôi. Tại hồi xưa mình trẻ, mình còn đối với em lúc đó đó, thật sự là Chúc cũng nói cũng đúng, là hồi xưa á, là đối với em á, lúc đó đó em đang hot, thì lúc đó em cảm giác giống như là Chúc thì có cái mẫu người phụ nữ của gia đình, nên là lúc gì cũng hay nói là anh ơi, tính toán sao, là sắp nữa rồi ra mắt ba mẹ em rồi, chừng nào mình đám cưới thì sẽ, em không thích, em chưa muốn, em nghĩ là không có, mình đang vậy, đang ok vậy, tự nhiên không lẽ bây giờ đi gắn liền với từ từ, nên là em không có cam tâm, em cũng muốn tìm hiểu thêm nhiều những cái khía cạnh khác, nhiều người phụ nữ khác nữa coi như thế nào. Mình không, anh em không nghĩ được rằng là không lẽ gì tự nhiên giờ đi đám cưới luôn à. Rồi, chị hiểu cái tâm trạng đó, cái đó kiểu mà. Như vậy á, nhưng mà tới lúc nào thì em quyết định là em quay trở lại với đó. Em sau khi mà chia tay Chút, cái là không phải là nói chia tay, nhưng mà nó giống như là để ngỏ vậy đó, là lúc đó em quen dữ dội luôn á. Em quen mà em toàn là, anh Thuận biết rồi, em cái tính em á thì nó cũng là vô tư trong giới, là như là giới thiệu em thằng Đạt nó vô tư lắm, không suy nghĩ vô, là em dắt em đi chơi với người kia toàn là dắt vô chỗ quen không, toàn là đi chỗ rần là tại em không suy nghĩ. Tức là em ví dụ em thích Chăm Ba phải không, là em đi cứ vô Chăm Ba, rồi Nam Quang là em đi đó, coi hài hay gì dắt đi ăn uống những cái quán nhiều khi, tức là những cái nơi mà ảnh từng đi đó. Với em là ảnh đi với mấy cô tại đó, vì ổng chỉ biết những cái chỗ dạ. Đó thôi thì đó, em chứ ổng không có khám phá vậy đó. Và đến khi mà anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em hát là đúng không, dạ. Là sau đó là chắc đâu dám vô Chăm Ba nữa đúng không? Gần dạ, như là dạ, lúc đó bị ám ảnh luôn không đó. Lúc đó là bị sượng, là lúc sau là em cũng vô Chăm Ba nữa, em cũng thích Chăm Ba lắm, em vô nữa, nhưng mà em cũng giống như chị vẫn là coi kỹ, coi bản tên đàng hoàng, coi có cái ca sĩ đó hay là không, thì thường lúc sau là không bao giờ gặp nữa đúng không? Rồi đến bao lâu rồi. Thì Đạt đó thì quay về, đương nói cái chuyện là lúc khoảng nào mấy tháng quay về. Mấy tháng, khoảng 2-3 tháng, tức là em quen, giống như em có cảm giác là em đi quen, em quen rất là nhiều người mẫu luôn. Xong đó em giống như em cảm thấy là nó chỉ là ở mức độ bình thường thôi, em không cảm thấy gì hết. Đó, sau đó em bắt đầu em mới nghĩ lại Chút nè. Em nói tại vì Chút là người của gia đình. Cái đó em mới từ em tới, là lúc đầu em qua nhà em mua chè rồi thôi à. Đó, tự nhiên em đi qua cái đó nè, mấy chị em ăn đi, rồi sau em đi. Lúc đó em cũng còn sượng, mặc dù em cũng muốn quay lại rồi, nhưng mà em cũng còn hơi sượng. Cũng may mắn cho em á là em quen rất là nhiều, nhưng mà em không có đi xa quá giới hạn. Ví dụ em nói mà lúc đó nếu mà em đi quá giới hạn với một người nào đó là ví dụ như đi tầm bậy á, là rất là khó gỡ. Rất là khó có thể dứt ra người ta, thì người ta nói anh này trách nhiệm tôi lum ra làm sao. Là cái giai đoạn đó em cũng là một ca sĩ nổi tiếng, thành ra là báo chí cũng rất là quan tâm. Nếu mà dạ. Có chuyện gì cũng rất là khó đúng không? Dạ đó, nhưng mà thật ra mà nói là cái điều gì ở Trúc mà khiến cho em cảm thấy là Trúc quan trọng và nổi bật hơn tất cả những cái mối tình mà em quen qua lại như vậy? Em nghĩ cái bà này á là có một cái gọi là nó có cảm giác gia đình hơn. Yên ổn đó em, giống như yên ổn á, tức là ví dụ mình có đi tùm ra, nhưng mà cái bà này có cái cảm giác tạo cho mình giống như là cái thân thuộc kiểu gia đình. Với lại bà này đó, bà có cái chiêu rất là hay, là khi mà bà rất là thân với mẹ em. Mẹ em rất là thích bà nha, đi chơi rất là gì, nên là em
cũng thứ nhất là vừa thích bả là có cái cảm giác gia đình rồi, mà còn được bà mẹ tác động vô nữa. Bà mẹ bả rất thích bà này luôn, đi đâu bả cũng rủ, mặc dù hai đứa không có quen nữa nhưng mà bả đi đâu bả cũng rủ bà này đi. Rồi xong rồi đó. Nên là bà mẹ cũng có tác động rất là nhiều. Nên là với lại cái hai là em đi ra ngoài em chơi thì em cũng cảm thấy là cũng mình cũng đi rồi, đi quét rất nhiều mà cảm thấy nó cũng bình thường, không thấy gì hết. Không có gì nổi trội như mấy người con gái khác thì cũng đi chơi thì cũng rủ ăn uống rồi cũng đi disco thì cũng vậy bình thường. Mấy lần như mang chè qua thì đến bao lâu thì mới quay trở lại? Là Trúc nè, ăn tôi cho Trúc nè, cái thời điểm mà lúc mà bạn đi là chắc chắn là em buồn dữ lắm đúng không? Dạ, buồn, em suy sụp kinh khủng luôn rồi. Các anh chị đồng nghiệp trong nhóm nó có Y2K là luôn luôn bên cạnh túc trực mà cũng gọi là động viên em kinh khủng. Chứ không mà suy sụp dữ lắm em đúng không? Em suy sụp dữ lắm luôn á, giai đoạn đó là các anh chị đồng nghiệp mà thân thương á, tức là động viên kinh khủng, không có muốn em ở nhà mà em lại không muốn đi ra đường. Mà họ cứ kêu thôi đi ra đường đi, đi ra đường cho thoải mái chứ ở nhà đi. Tại vì ngay thời điểm đó là em từng có cái suy nghĩ là em tự vẫn. Em suy nghĩ tới vấn đề là em tự tử. Dạ vâng, em tiêu cực như vậy luôn á. Mà tại vì mọi thứ với em gần như là nó không còn cái gì nữa, nó suy sụp quá rồi. Em nghĩ tới vấn đề đó. Chị biết lúc đó ngày xưa em đi hát á, nhỏ xíu xíu và nhỏ con lắm, em chừng 40-41kg vậy thôi. Mà cái giai đoạn đó trong mấy tháng đó là không có cái gì mà đúng là phụ nữ mình không có cái gì mà nó mau tiều tụy và suy sụp bằng cái vấn đề về tinh thần tình cảm. Lúc đó em xuống ký em còn có 30-mấy kg. Em ốm mà tới đến nỗi mà em đi diễn mà các anh chị quở quá trời, nó ốm quá nhỏ quá sao vậy cố gắng lên vậy đó. Mà em đâu có ăn được đâu chị. Mỗi tới dọn mâm cơm ra là em nước mắt chan cơm á, em nghẹn ngào. Đó là cái thật sự mà cái giai đoạn khủng khiếp nhất trong cái cuộc đời của em, từ cái lúc em yêu ảnh cho đến bây giờ, đó là cái giai đoạn khủng khiếp nhất đối với em. Nước mắt chan cơm là có thật, nói ra nếu như ai chưa từng trải qua sẽ không có biết cái cảm giác đó. Nó cứ nghẹn ngay cổ, nó nghẹn không có nghĩ tới là nghẹn dữ lắm luôn á. Mà anh Đạt cứ lâu lâu một cái vậy đó, mua bịch chè tới, hoặc là lâu lâu cái gõ cửa cái mua cái này cái kia tới. Mấy đứa em mỗi lần thấy anh Đạt mừng lắm, nhất là con bé em ở nhà giúp việc á, chị ơi anh đạt tới mà mừng lắm, tại vì thấy em ở nhà quá suy sụp mà chờ đợi tin nhắn. Nhưng mà, nhưng mà những lúc đó thì em sao, cái em nhận chè hay là nhận những cái em không ra nhận luôn chị. Tức là khi mà ảnh đứng trước mặt em là em chỉ nhìn thôi, rồi cái con bé em chạy ra là lấy đồ rồi cái lấy chè đồ này nọ, ông có không nói gì luôn. Chị đương nói về cái cảm giác của em đó, có vui không em? Vui chị, em vui, em vui mà vui, rất vui, rất là vui. Cái cảm giác nó khó tả lắm, tức là mình vừa bất ngờ mình vừa rất là vui, nhưng mà nó lại cũng bồn chồn, gọi là mình bị nghẹn tức tưởi á. Mà em có hy vọng là, tức là em có hy vọng là ảnh sẽ quay về không? Có chị, tại em luôn luôn hy vọng. Em nói em biết là ảnh sẽ phải có nhiều sự lựa chọn, bởi vì không thể nào cái tuổi như thế này và với cái đường tương lai của ảnh quá rộng mở mà ảnh lại chịu dừng chân đến với mình. Mình phải chấp nhận thôi. Nếu mình quá, thật sự cái tình yêu của mình đủ lớn thì mình sẽ đủ cái thời gian chờ đợi. Cho nên là sau mấy lần đó, rồi cái ngày mà ảnh bắt đầu chính thức quay lại với em á, em kể cái ngày có đó. Nói không? Dạ có, anh nhắn tin Trúc nó kể. Ồ, cái ngày kể đó, đó. Ừ. Anh cũng đang muốn nghe nè, trời ơi. Dạ, tức là cái sau cái giai đoạn ảnh lui tới đó, mà anh này ông ác với em lắm. Đôi khi đi chơi với các bạn khác, điện thoại hết tiền, nhắn tin cho em nạp cạc cho anh. Mà em cũng nạp, em vẫn nạp cạc cho ảnh luôn. Trời, mà mình cứ hy vọng là nạp xong rồi gọi cho mình. Không gọi đâu anh, mà em biết là đang đi chơi với cái mấy cô khác đó. Mỗi lần nhắn tin cho mình là nạp cạc. Không luôn, không có phải là nhiều, tức là đôi khi có một vài lần gì đó thôi. Dạ. Rồi sao nè? Rồi sau cái ảnh lại, cái hôm đó em lại nhận cái tin nhắn, ảnh mới nói là ảnh sai rồi. Bây giờ em có thể cho anh một cái lần cơ hội để anh sửa chữa hay không? Ảnh nói với em như vậy thì anh thật sự khi đọc được cái tin đó em rất là mừng luôn. Mừng mà rung cầm cái điện thoại mà không biết sao, thì nói là em vẫn luôn chờ đợi anh. Đó, em nhắn với ảnh, em vẫn luôn, đến bây giờ em vẫn luôn chờ đợi anh. Anh có thể, anh bất cứ lúc nào cũng có thể quay đi lại nhà em. Dạ, quay về như vậy. Thế là buổi tối hôm đó là ảnh hẹn em, ảnh nói vậy tối nay mình đi chơi về nha. Về luôn đó, về luôn. Về luôn. Thế là tối hẹn với nhau ở vũ trường Phương Đông á. Thì ảnh với mẹ ảnh cùng lại đón em đi chơi luôn. Mà ác lắm chị, hôm đó hai đứa em cũng không hiểu sao cái cô chân dài đó lại biết hai đứa em lại vào cái vũ trường đó. Thế hai đứa đang nhảy ở ngoài, đang disco đồ này nọ, cái tự nhiên có một cô gái xuất hiện đeo kính râm mà đứng, mà tự nhiên em thấy cái phản ứng của chồng em tự nhiên ổng bị đơ đơ. Cái em mới hỏi nhỏ, phải người phụ nữ đó không? Cái ổng gật đầu. Cái thì em mới nói thôi em không muốn anh khó xử, thôi hai đứa mình đừng nhảy nữa, vào đi. Thì vào trong cái quầy, cái bàn của mẹ đang ngồi đó, cái cô đó vẫn cứ nhắn tin và thế này thế kia, muốn ông này phải như thế nào đó em cũng không biết. Thì em cảm thấy cái vấn đề ngay tại thời điểm đó căng thẳng quá, thì hai đứa em nói thôi hai đứa mình về, xin phép má về trước đi, hai đứa mình đi ăn.
hai đứa đi dạo vòng xong mà cũng được đi ăn. Thì là ngay cái lúc ngồi ăn đó chị, là cái cô đó gọi điện liên tục, nhắn tin liên tục luôn là em đang ở đây, anh phải đến, nếu anh không đến là em sẽ đợi đến sáng. Em đợi, em ở đây đến khi nào anh đến. Mà em nói điện thoại gọi liên tục hết số này đến số kia luôn á anh. Thì ngay lúc đó thì em mới nói anh nên giải quyết rõ ràng. Bởi vì theo em thôi, anh đi hay không đó là cái sự lựa chọn của anh. Nhưng mà theo em thì ngay thời điểm này cô ấy đã đang không tỉnh táo, cô ấy đang say và đang ở một cái nơi nó không có tiện cho hai người. Nếu anh đến đó chuyện gì sẽ xảy ra? Mà nếu như mà khi anh đến đó rồi, trong cái lúc cô ấy không được tỉnh táo, thì có thể những cái chuyện mà ngoài cái khả năng anh, trong cái sự kiềm chế của anh được, thì bây giờ đó là quyền quyết định của anh thôi. Cuối cùng ổng tắt máy, ổng chở em đi ăn xong hai đứa về. Dạ. Là coi như mình chiến thắng đó, mình win rồi đó, mình win rồi. Nếu mà không có bà đó chắc em cũng đi à. Tại vì hồi em cũng không suy nghĩ gì, em chỉ nghĩ là tại vì mình cũng có thời gian quen mà giờ tự nhiên cắt. Em là hồi xưa đặc biệt lắm nha. Ví dụ em quen vậy á mà em không thích nữa là em nhắn tin một cái thôi, nói thôi hôm nay không quen nữa nha. Nên là nhiều khi có người ta cũng hơi bị sốc, nên là nhiều khi em cũng muốn, em thật sự trong lòng em là em cũng muốn tới thì coi là sợ như người ta nào? Cái này có như thế nào không, ý là vậy thôi á. Nhưng mà cái lúc đó Chúc nói vậy thì thôi em cũng nghĩ là thôi chắc xỉn là chắc cũng không gì mất công tới đó lô bu nữa đó khi. Nhưng mà sau đó thì còn nhắn tin gọi điện rồi cho em không? Cũng có một thời gian thì cứ nhắn tin vậy đó, có thể quay lại không thì thôi. Từ từ cũng lớn qua thôi, hỏi nhưng mà trong cái